Cuộc đời vẫn đẹp sao? Bà Tình bị bắt vì bị nghi ngờ tới cái chết của bà Lục. Một sự ra đi êm đẹp đúng như ước nguyện của bà Lục bấy lâu nay. Sau khi được sùng sình túi tiền rồi tận mắt chứng kiến mọi người làm đám tang cho mình, thì sáng hôm sau bà đã yên lòng ra đi. Một cái chết đầy bất ngờ và nhanh chóng, nhưng lại để lại nhiều nghi vấn đáng ngờ. Tại sao hôm qua bà còn cười cười nói mà giờ đây bà đã nhắm mắt xuôi tay? Chả có nhẽ bà đã thỏa mãn rồi tự uống thuốc để tìm cái chết? Vậy còn bọc tiền mà bà nhặt được thì ở đâu? Và trước khi bà Lục ra đi thì chính bà Tình là người đã sang nói chuyện cả đêm, rồi sáng sớm hôm sau bà đã mất tích. Có chăng chính bà Tình là thủ phạm đã trộm đi bọc tiền khiến cho bà Lục ra đi mãi mãi? Khi mà cả xóm trọ đang thương tiếc tiễn đưa bà Lục về nơi suối vàng, miệng còn lẩm bẩm đánh con không không hay đánh theo ngày chết, thì bất ngờ công an đã ập tới khiến cho ai cũng hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lễ tang bị tạm hoãn lại, một cuộc hỏi cung điều tra nghi vấn từ cơ quan chức năng đã diễn ra. Phía công an nói rằng có người báo tin nghi ngờ nên chúng tôi phải về xác minh và điều tra. Một người đã trình báo mất một số tiền lớn ở ven sông, và một người đã trông thấy chính bà Lục đã đi nhặt ve chai vào chiều hôm đó. Hôm nay bà lại chết nên chúng tôi nghi ngờ có người mưu sát bà. Sau khi tra hỏi từng người thì chính anh Lưu và Luyến là hai người đã phát hiện ra bà Lục chết. Rồi Luyến khai lý do mình qua nhà bà là để đi tìm mẹ Tình. Mẹ Tình tối qua có qua nói chuyện cả đêm với bà Lục mà sáng sớm đã không ai nhìn thấy. Anh Lưu cũng đã ngờ ngợ ra rằng bà Lục cả đời chắt bóp, có bao giờ đưa cho ai một đồng đâu, mà hôm qua lại đưa cho mình mấy triệu lận để đi mua đồ liên hoan. Đã thế lại còn diện cái áo đẹp rồi thuê cả người về kéo nhị đám tang. Sự mất tích trùng hợp của bà Tình cùng với thời điểm cái chết của bà Lục đã khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi. Tại sao đêm hôm qua bà Tình lại sang nhà bà Lục cả đêm, rồi sau đó sáng mai lại không thấy đâu, trong khi cả hai bà lại là đôi bạn thân nhất xóm? Hay là chính bà Tình đã trộm số tiền của bà Lục rồi sau đó khiến bà Lục mất và bà đã bỏ trốn về quê? Ngay lập tức khi mà bà Tình đang ra bến xe để bắt xe về thì công an đã ập tới bắt giữ bà. Mọi sự việc trùng hợp cứ như một sự sắp đặt vậy. Bà Tình ngơ ngác khi dẫn về tới nơi thì bà đã òa khóc lên, nức nở kêu gào về cái chết của bà Lục. Liệu rằng bà Tình có phải là thủ phạm hay có một kẻ nào khác đứng sau đã ra tay giết bà Lục?